Thì đã chạy ra chỗ kia kìa. Nó phải rộng kìa. Con này là sửa lâu. Có hai con.
nó rộng rồi. Ờ. À, hai bên đường sâu. Mình đi giữa luôn. Mình cố tình dừng ở cái đèn đỏ luôn. Cái đoạn này mình đi thẳng ra đâu? Thực kiện. À, đi đâu kìa? Sẽ lên bạc triệu quế đấy ngồi sẽ phải là sẽ đâu sẽ trái trái ra đâu sẽ trái vòng về thôi về lên chuẩn úi rồi bắt nhát cây chưa bá chưa đen một cái là hôm nay trời nó lại không có nắng nắng vào hẳn tươi ngoài ngoài trời sầm sầm chứ gì nó chỉ cần tí nắng vào thôi ấy. Chứ không cần phải nó to đâu ảnh có gì nó sáng lắm nó rõ màu đỏ nó màu đỏ này mà hôm sau có cái chỗ nào hay hay ấy vác cái chân đế ở đây này cá bố đâu ở chỗ nào vẫn đấy để tham lát anh có quay tham lát này đó là phải quay thời gian trôi ấy giống cái video con kiến cốt đấy cặp lâu quá nhỉ lâu lắm để cắm được người anh quay 3 phút phút đấy mà anh để ở cái máy đấy là 3 tiếng à 2 tiếng anh chờ mãi mà nó không ăn hết cái đấy đấy điên vật vã là thằng lát phải kiểu mà phải ngồi cà phê anh cảm ơn cà phê mà cà phê có view ở đường ấy à. Cả ngày chạy cả ngày hoặc là anh ngồi anh em có quán Aries cà phê ở chỗ ngã tư Sa Đàn ấy vừa à. Ôi ở dừa ấy nó ở trên cao ngồi cao luôn ấy ừ mình để anh cắm anh ngồi cà phê thôi xong anh cắm để ở dưới từ chiều đến một cái tối nhá mắc đẹp luôn cắm để cà phê thôi anh bắt được cái lúc mà nó vừa tầm tối vào thì đường vừa vừa lên nó đè xuống lên đấy mình làm clip mà vứt vào một cái clip nào đấy nhưng mà cái đấy phải ngồi đấy lâu ngồi cả chiều ngồi đến tối tối phải mất cái gì cái công gọi cùng làm ba lượt nước đâu cái đấy ngồi đấy ngồi đấy mà nếu không nếu mà kiểu rảnh mà ngồi edit về cái khác ấy mà làm cái đấy thì được chỉ không đôi đôi việc luôn chứ ngồi không bác máy nó bắt được lên ra mà chơi ngồi không mà ngồi edit thì hơi lâu không sao anh chịu được thường thôi đợt này anh lắc xe anh phải làm cái vào lớp mà anh phải làm cái chủ đề này nó đẹp cái vlog của anh ấy nó đang là vlog chuyên môn nó xem toàn cái đấu thầu cái thứ xem mãi chán một tháng thì được 3.000 view lần này ông đập từ cái này được 5.000 đây được tốt đấy là vì nhá bây giờ lượt view của anh chỉ yếu nó đến có một bài thôi anh biết rồi bài ở trên cái trang của anh ít quá đó anh phải làm bài để làm một chút nhớ là cái chữ B là mách đi nhá bây giờ em đang xoay B sau mà ờ.
Đây luôn máy chưa được. Chưa đâu. Không, hay là nó tốt nhất cứ đi thôi hết. Thật ra cái thằng nào cũng mất một lần đi rồi cả tôi đi mất cả buổi của anh quay luôn quay đâu quay đâu mà quay hai cần dừng lại nhé thì nó không có góc không có góc là quay thì không có góc nó chỉ ví dụ em đục cái cây ấy trên đường này em ở cái là em cũng được hai cái hàng cây cơ nó nhìn được mỗi một bên cùng vật vã là sau hôm trước đi Hà Long rồi sau xe nó để cái đẹp thế nó là xin mãi vậy rồi đi được nó bán nhau này đi về đâu nhỉ giờ đang đi làm ăn làm cái mạng ở nhà thuê trọ gì vậy có lên làm quả tập trung đi lên không? Trung đi lên đó, trung đi làm máy quay có quay à đi được đây vẫn phải đề phải cắt nhiều nhiều đoạn nó bị ô tô cái thứ xe ấy em muốn không to lộ mặt em ấy thì em đưa cái tay lên em bấm vào cái đỏ trước là nó sẽ tắt xong rồi em mới hạ xuống được không thôi là tắt thôi thằng này không vãi mà nó ren ren lâu cực lên mà bây giờ lâu vất vả bây giờ còn có đây à đúng không hả còn có làm một cái được nó vẫn phá được ảnh ví dụ như là anh em mình chụp một cái mà muốn loại người ta ở dưới cái đế đấy số vẫn phá được số phá được có phần mềm kiểu tiền hỗ trợ này không có có phần mềm cyber độc quyền của bọn đấy luôn độc quyền của bọn Samsung này của bọn này nó em cứ nhập cái mã series của con này là cái là bằng cái là nó cho ấy nó là kiểu bắt phải mua bây giờ này có mấy thằng nào nó bán đâu có mỗi thằng nó sắp sụp giờ từ ở đây hàng xe nó đóng xuống cái xe này đẹp lắm phải đẹp cơ hết 5 phút chứ nhở quần rồi này rộng xuống rộng giờ cao đây nó không được hướng ô tô con rồi em nó cao mà tốt nó tầm gì của mình mắc tầm rồi đấy lên
để tầm mày kéo hết bức cái nắp này ra mày để kéo nắp hai đi thì đỡ phải đưa tay đỡ hai mà em không đưa đâu em cầm dưới mà như vậy cũng dài thì đủ dài. Bây giờ
được, sau này dưới lên dưới được chỗ đấy. Đưa đèn nó có bóng ở đấy thì phải nó để mày cái đó đang tiền công chụp để sau đi được nữa. Tóm lại nó phải xác định là đi rồi, hôm sau thì cũng khác. Em lên phố đi bộ em quay em đẩy anh trưng cho đầy cái ấy luôn, cái YouTube của anh luôn, public version luôn. Thôi mình làm web đấy, laptop có mạng công nhận Tokyo sớm đi cho người ta của anh vẫn đã. Nói chung ảnh tố khá thấy ở Nhật cũng yêu. Và nó là máy anh đi không có chắc. Giờ nó sẽ xin vì điều kiện mà lên web của ảnh. Ờ lên web nhưng em nhìn những cái ảnh nhìn em ấy không đâu mưa đi quái rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.